Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, Na Huyện mới thành lập, công tác phát triển kinh tế cũng như xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Song đến nay, huyện Nậm Pồ đã có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt được kết quả này là sự cố gắng nỗ lực từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong đó, nhiều tấm gương tiêu biểu tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất của gia đình để xây dựng các công trình dân sinh như đường giao thông nông thôn, sân vận động xã, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa. Không ai khác, lại chính là những người nông dân cần cù, chất phác. 4.500 mét vuông đất nông nghiệp của gia đình đã được anh Mùa A Pó, bản Chế Nhù, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, tình nguyện hiến để làm sân vận động xã. Trên diện tích này, trước đây gia đình anh trồng cây lâu năm có trị giá khoảng 170 triệu đồng. Dù cuộc sống còn bấp bênh, thu nhập chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp. Song khi có chủ trương vận động người dân hiến đất làm sân vận động xã, gia đình anh Pó đã không do dự mà tình nguyện hiến đất của gia đình để giải quyết khó khăn về quỹ đất xây dựng sân vận động. Qua tuyên truyền thì gia đình chúng tôi cũng nhận thức được và sẵn sàng hiến đất để làm cái khu sân chơi cho tập thể xã để bà con cùng được chơi. Mình cũng cảm thấy rất tự hào vì đã có một ít đất đấy để cống hiến và hiến cho tập thể xã cũng như tập thể bà con ở địa bàn được cái tạo một cái sân chơi trong quá trình vui xuân Tết ấy. Có cái dự án mà đầu tư mà về các công trình thủy lợi hoặc là công trình đường nông thôn mới các thứ ấy, thì nếu mà gia đình có đất nằm trong cái địa phận được hiến đấy thì gia đình cũng sẵn lòng để hiến. Con đường bê tông vào bản Nậm Chin, xã Sipafin hoàn thành vào cuối năm 2019 là công trình được thực hiện theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Để có được con đường này, ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước thì đã có nhiều hộ gia đình trong bản tình nguyện hiến đất của gia đình. Người thì hiến đất vườn, người thì hiến đất nương để góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới cho bản. Chỉ trong 2 năm 2019-2020, riêng xã Sipafin đã có 9 hộ gia đình tình nguyện hiến trên 50.000 mét vuông đất để làm sân vận động và đường giao thông nội bản. 2007 thì nghe cái chủ trương của Đảng, huyện, xã đề ra cái chủ trương xây dựng nông thôn mới đấy. Xã có đề ra là sẽ giải phóng cái mặt bằng để làm cái sân thể thao cho bản và cho xã. Nên là thời gian đó thì tôi cũng là đang là phó chủ tịch hội những câu tuổi xã Sipafin ở đây, mà tôi cũng là một cái đảng viên trong chi bộ, thì tôi cũng nhận thức rằng là nên cái này là cái trọng tâm mà cũng vấn đề phải làm. Thế là mình đảng viên là trong khi mình cũng phải gần máu thực hiện trước thì vận động thêm bà con, như anh em xung quanh có đất tập trung ở đây, thế là mời anh em ra chúng ta cùng nhau cống hiến cho xã. Việc tình nguyện hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng từ chính những người nông dân xuất phát hay những đảng viên gương mẫu đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới ở Nậm Pồ. Sự đóng góp đó không chỉ giúp cấp ủy chính quyền huyện Nậm Pồ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới mà còn tạo việc làm nông thôn mới ở huyện miền núi biên giới Sơn Cát. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng rất nhiều cái hộ dân đấy, người ta đã tham gia hiến đất, đặc biệt là hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Cái vấn đề thứ hai là mặt bằng để xây dựng các trường học, trạm y tế. Đấy, trong cái thời gian vừa qua thì về những cái chủ trương chung, đồng thời là góp phần các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, thì người dân thì đã làm được một số những cái việc vậy. Thì trên cơ sở đó thì hiện nay ở trên địa bàn của huyện về cái kết quả triển khai nông thôn mới, thì huyện đã có một xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Còn hôm nay thì chúng tôi đang vào đây để thẩm định cái xã Nà Hì là cũng là cơ bản xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vấn đề về tham gia người dân tham gia góp đất để hiến cho xây nông thôn mới phải nói rằng là góp phần quan trọng cho vấn đề thực hiện hoàn thành thắng lợi một số những cái chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm, đặc biệt là trong cái chương trình xây nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Quyết định hiến đất là điều không hề dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, bởi mỗi tấc đất là tài sản quý giá để những người nông dân lao động sản xuất đảm bảo cuộc sống. Điều đáng ghi nhận, những hộ gia đình như anh Phó, ông Cứ và nhiều người nông dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ vẫn sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung của cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Đến đây, chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.